Hiện tại thì đang giữa tháng 11 âm lịch, miền Bắc đang rất là rét. Mình có một cái cây dâu tằm như này và hiện tại thì mình đang làm quả cho nó rồi. Rét quá nên là nó chưa ra quả con thôi, chứ mình nhìn thấy ở những cái nụ này ấy, có rất là nhiều quả non rồi. Thì giờ đến Tết thì cây này sẽ cực kỳ sai quả luôn. Tết có quả đỏ thì mình lại quay video cho các bạn xem các bạn nhá. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình vẽ demo và mình thiết kế demo cho những cái bạn mới tập chơi. Hôm qua thì mình mới mua thêm mấy chục cây mai về mình trồng làm giống. Ít nữa thì mình sẽ nuôi cho nó lớn, cỡ tầm 1-2 năm thì mình sẽ lấy gốc mình làm bonsai. Miền Nam thì mai rất là nhiều, miền Bắc thì cũng ít người trồng thôi, nên là mình cũng phải đi mua lấy giống. Như này thì mình sẽ tự làm phôi luôn. Ít nữa thì có video thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Còn đây là ít cái cành dâu thì mình đã nuôi nó có rễ rồi. Bây giờ thì mình nhổ lên, mình trồng lại và mình xử lý những cái vết cắt như này để cho nó bo lại sẹo. Dâu dễ sống lắm, mùa này mình trồng nó vẫn sống bình thường. Nó đang ra mầm rồi nhưng mà rét quá nên là nó ra rất là chậm. Mình cũng giống như nhiều bạn chơi bonsai cũng không có giống nhiều cây. Như cây hoa giấy này mình phải dâm cành này các bạn ơi. Nuôi cỡ tầm 1 đến 2 năm thì mình sẽ lấy cái gốc đó mình nhổ lên, mình làm phôi, mình lại chơi bonsai. Đấy, nhiều khi là cây thì mình toàn phải tự làm từ đầu đấy. Đây là cái cây dâu mình dâm từ cành. Cái này thì mình dâm cho mình chống đất cho nó nhanh lớn. Khi các bạn dâm từ cành thì các bạn sẽ có những cái mầm mọc như này đúng không? Đấy, thì mình cứ trồng chéo đi và dùng cái cạp, mình cạp lại cái vị trí dưới cái mầm. Các bạn phải cạp vát xuống như này thì nó mới bo được sẹo. Đây là kết quả sau 2 tháng thì cái cành đã to hơn và cái vết sẹo nó bo rất là đẹp rồi. Nhưng mà để làm được cái cây từ cái cành này thì không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Đó, tiếp tục thì mình đang đợi hai cái mầm, một mầm trên, một mầm dưới của cái cành này để mình tiếp tục mình làm theo cái demo mà lát thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đoạn tiếp theo các bạn nhé. Đây là những cái cành thông dụng các bạn dâm thì được như vậy. Còn với những cái cây mà đẹp ấy thì như những cây mà hình thú như này thì nó lại dễ hơn rất là nhiều. Thì hôm nào có thời gian rảnh thì mình sẽ tiếp tục mình làm demo mà nếu các bạn quan tâm ấy. Còn hôm nay thì mình chủ yếu mình làm video về cái demo cho cái cây dâu vừa rồi thôi. Còn nguyên tắc làm thì nó cũng gần tương tự các bạn ạ. Thì các bạn cứ tham khảo cái video tí mình hướng dẫn demo thì các bạn sẽ hiểu cách làm với nhiều cây đều áp dụng được các bạn nhé. Demo thì các bạn cứ hiểu nguyên tắc là các bạn sẽ tự thiết kế được thôi. Không có khó đâu, rất là dễ. Đây là cái cây sung mình lấy ở ngoài vườn ao. Mình trồng lồng chậu đây nhanh lớn này. Đấy. Còn cách mình tạo dáng cho cây là như nào? Ở đây thì nó có cái thân, cái này, cái đoạn này là có sẵn rồi, lúc đầu thì nó dài ở đây cơ. Mình cắt ngắn lại. Cái này thì mình cắt thường thường cắt đến đây này. Đợi mầm nó ra các bạn nhé, mình chọn mầm này, có rất là nhiều mầm, mình chọn mầm. Đấy, rồi mình nuôi. Thì lúc đầu thì nó cốt nó chỉ đến đây này, nó có đến đây, dài ngoãng ra, mình cắt ngắn lại. Vì nó thẳng cái này rất là xấu. Còn mình cách mình phân chia là như này. Cái thân này như này các bạn nhé, nó dài đến đây này. Thì cái đoạn đến đoạn này thì nó chia làm hai này, thì mình sẽ cho một cành đi lên, một cành đi xuống này. Đấy, các bạn ơi, mình cũng phải gọt cái thứ này, cái này nó có cành thứ mình gọt hết đi này. Thì mình sẽ tách làm hai, thường thường sẽ tách theo kiểu góc tù ấy các bạn. Đấy, ở đây sẽ tiếp tục lại lên đến đây mình tách làm hai này. Mà cái khoảng cách từ đây từ dưới này lên trên này này thì nó phải ngắn hơn cái đoạn dưới gốc các bạn nhé. Đấy, thường thường các bạn thu lại phải ngắn hơn. Còn tỷ lệ thường thường nó sẽ là cái đoạn này sẽ bằng 2/3 đoạn này các bạn nhé. Đấy, tiếp tục này. Mình lại làm tiếp tục như vậy nhé. Đến đây thì mình lại chia làm hai này. Đấy. Chia làm hai nghĩa là chỗ này mình cắt cụt đi này. Đấy. Mình chia làm hai. Đấy. Xong mình lại nuôi cái cành này. Một là nó sẽ có một cành đi xuống này, một cành đi lên này. Nó cũng tạo với nhau một góc tù này. Đó. Mình sẽ nuôi ít nữa thì những cái vết sẹo này nó sẽ liền lại. Nhìn nó cái cây liên lạc hơn này. Cái cành này đi lên đúng không? Đấy, nó lại sẽ có một cành này, nó đi lên, check lên trên một cành đi ngang ngang nha. Đó, cứ như vậy các bạn nhé. Ở đây cũng vậy thôi, ít nữa sẽ có cành hai cành đi ngang nhé. Cái này có thể đi ngang này. Đấy. Thì là cách nuôi là như vậy các bạn nhé. Thì các bạn sẽ làm cái cây nó cứ kiểu tách làm hai ấy. Và khoảng cái nó sẽ ngắn lại dần này. Cứ lên trên ngọn nó sẽ ngắn lại dần. Và cái độ to của cành nó cũng phải bé lại dần. Đấy các bạn thấy không, to này, nhỏ dần này, nhỏ dần này,
Đấy, cứ thế nhỏ dần này. Đó. Ở dưới này cũng vậy, ít nữa mình sẽ tách làm hai cành trắng ngang này. Đó. Nó cứ kiểu bất giật như vậy, cứ ở phần gần cái thân chính thì nó sẽ to này và sẽ nhỏ lại dần, nó cứ chia như vậy và nó khoảng cách nó sẽ thu lại dần. Thì các bạn sẽ có một cái cây nhìn nó đẹp. Đấy, nếu mà chẳng hạn những cây này mà muốn quá chiều sâu thì mình sẽ làm tiếp từ phông đằng sau này. Chẳng hạn những cái mầm như này, nếu mà mùa xuân nó sẽ ra. Thường thường mùa xuân thì nó ra, thời tiết này thì gần như là mầm thì chắc không ra, không ra mầm mới đâu, ít lắm. Để vẽ bản demo thì các bạn phải phác thảo cái cây hoặc cái phôi các bạn dự tính làm trong tương lai. Cái cành như này thì hầu như bạn nào dâm thì nó cũng sẽ ra cái cành như này thôi. Thì đây là một trong những cái bản demo để các bạn có thể tham khảo. Tất nhiên là sẽ có rất là nhiều cách khác nữa các bạn nhé. Nhưng mà cách này thì nó vừa đơn giản mà nó cũng đẹp. Còn vẽ demo thì các bạn cứ dùng bút chì và một tờ A4 như này. Các bạn cứ phác thảo tương đối. Mình thì mình không vẽ đẹp đâu các bạn ạ. Mình vẽ cũng không có đẹp đâu. Thì vẽ tương đối thôi. Thì các bạn cũng xem cho nó vui nhá. Chứ nếu mà vẽ đẹp thì có khi nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, đầu tiên thì các bạn phác thảo xong, các bạn sẽ chia đôi cái cành này. Một cành đi lên, một cành đi xuống này. Đó. Mình sẽ tạo một góc tù với hai cái cành vừa xong các bạn nhá. Đấy. Các bạn phải chú ý tỷ lệ này. Những cái cành ở phía trên thì dần dần nó sẽ phải thu gọn lại. Đấy các bạn thấy không? Cứ chia ra một khúc này, xong đó là mình lại chia làm hai. Cứ một cành đi lên, một cành đi xuống. Ví dụ chẳng hạn cành nào phần bên phần ngang ấy thì các bạn lại cho một cành về phía trước, một cành về phía sau. Đó, nó cứ kiểu gần như đối lập nhau ấy. Đấy thì nó cứ tạo với nhau một góc tù, cũng không nên là thẳng quá. Nó một góc gần 180 độ thôi. Cỡ 150 độ chẳng hạn hoặc còn 120 độ thì tùy cái chỗ cái cành đó nó ra như nào nữa. Với các bạn chú ý này, lúc mình vẽ thì mình đừng có vẽ đường thẳng. Mình cứ vẽ cái đường nó hơi rích rác một tí và nó có kiểu là sẽ co lại các bạn nhé. Ví dụ như là cái đoạn đầu thì nó phình ra này, sau đó là nó sẽ nhỏ lại dần này các bạn thấy không? Càng lên ngọn thì cái khoảng cách nó càng ngắn lại này. Và cái độ to của cái cành nó cũng nhỏ lại dần. Đó, thì nó nguyên lý là như vậy. Làm cây nó cũng giống như vậy luôn các bạn ạ. Mình vẽ demo thì cứ vẽ cho nó đẹp thôi. Chứ còn thực ra thì như cái cây dâu ấy vừa rồi ấy, thì mình nghĩ nó làm đến cái cành cấp 2, cấp 3 là cũng nhiều rồi. Còn những cái cành ở trên thì chắc là gọi là mình cắt dăm thôi. Chứ nó không giống được như vậy đâu, nó tương đối thôi. Mình nói trước như vậy không nhiều bạn lại bảo là như vậy thì không thể làm được đúng không? Thì đúng thật, nhiều khi là chúng ta không thể làm được như vậy đâu. Thì nó tương đối. Nhưng mà ngoài đời thì nhìn cái cây chỉ cần cành cấp 2, cấp 3 là nó rất là đẹp rồi. Đấy, các bạn vẽ thêm những vết sẹo như này này. Đấy, thì cái cây nhìn nó già hơn rất là nhiều mà nó giống cái cây cổ thụ hơn. Các bạn cứ nhìn như mình này, vẽ phác trước. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái bút chì chúng ta tô lại. Các bạn thấy không? Mình vẽ mình không vẽ đường thẳng đâu. Mình sẽ vẽ những đường nó hơi khúc khuỷu một tí. Thường thường là cái hướng theo thu hướng là ở dưới nó phành hơn này. Ở trên thì nó sẽ thu lại gọn gọn hơn. Và cái thân thì cũng vậy, cái cành cũng vậy. Nó hơi như kiểu là cắt giật ấy. Thì nó sẽ kiểu nó cứ như kiểu đổi hướng ấy. Chứ nó không liền một mạch đâu. Phác thảo xong thì các bạn lấy cái bút bi các bạn tô lại các bạn nhé. Lấy cục tẩy tẩy hết những vết chì này đi. Và dùng bút bi tô lại thì chúng ta sẽ được cái cây nó đẹp như này. Cái này thì mình cũng tham khảo nhiều người vẽ. Và mình cũng học tập theo thôi. Các bạn chỉ cần nhìn mình vẽ và tập vài cái cây là các bạn có thể vẽ được như này. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Quan trọng là làm cái cây mà ra được như này thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Chứ còn vẽ thì các bạn học có tầm một cái video của mình các bạn vẽ được luôn à. Mình nói rồi, cái này nó rất là đơn giản. Nên là các bạn thấy những cái bạn nào vẽ demo được ấy thì các bạn đừng có coi là cao siêu gì vì nó cũng rất là dễ thôi. Còn muốn làm cái cây mà đẹp như demo thì vấn đề thời gian thôi. Còn các bạn cứ tìm hiểu có kiến thức là các bạn làm được. Nếu các bạn thích cái chủ đề vẽ demo như này thì các bạn nhớ like, bình luận bên dưới để mình biết và mình làm nhiều video như này. Cái phần thân chính này thì mình sẽ nuôi cỡ khoảng tầm 1 đến 2 năm các bạn nhé. Đấy, nếu mà mình nuôi nhỏ mà được to như này thì cỡ 1 đến 2 năm. Còn nếu mà mình dâm cành thì cái cành là sẵn như này rồi thì mình về mình chỉ đợi mầm nó ra thôi. Đấy thì mất mấy tháng dâm cành thì ra cái mầm như này này. Mình phải nuôi cái khúc này này. Đấy, nếu nó to ra thì chúng ta mới có được cái khúc to như này. Lúc đầu nó chỉ rất là nhỏ thôi. Đấy, muốn nó to như này thì cũng cỡ tầm
tầm 4-5 tháng, như tùy từng cây các bạn nhé. Như cây dâu thì cầm bụng nó rất là nhanh, thì các bạn nuôi cỡ 4-5 tháng thì nó to nhanh rồi. Rồi mình cắt giật như này này. Đấy, cắt đến đoạn này thì đợi nó ra cái mầm. Đợi ra cái mầm này thì cũng cỡ tầm 1 tháng. Nếu mà may mắn thì nó ra hai cái mầm như này. Còn nếu mà không may mắn thì các bạn lại nuôi tiếp. Nuôi cho cái cục này này, lại nuôi tiếp. Rồi mình lại cắt ra tiếp. Thì lần sau đợi nó ra cái mầm. Nói chung là tương đối thôi. Nói chung là tương đối, một cái lên một cái xuống cũng được. Đấy. Thì nuôi tiếp thì chắc là cỡ khoảng tầm vài tháng thôi, thì nó nếu mà xong mình lại cắt giật đấy, nó sẽ ra được hai cái mầm này thì tốt. Đấy, mình cũng thử nhiều lần rồi, mình cắt giật thì kiểu gì dần dần nó sẽ có thôi. Đấy, có thể cái vị trí nó không phải chuẩn như này, có thể lệch đi một xíu à. Đấy. Mình sẽ rồi mình lại tiếp tục mình nuôi. Nói chung là nếu mà cỡ được cái xong mình cứ nuôi kiểu như này, về sau thì thời gian sẽ ngắn dần vì cái độ to nó cần nhỏ lại. Nó không cần to như lúc đầu. Về sau ví dụ chẳng hạn như chỗ này ấy, mình chỉ nuôi tầm một vài tháng thôi. Đấy, còn những cái giam chi như này thì về sau các bạn cứ cắt giật là tự nó ra. Đó. Thì ví dụ như cây như này, nếu mà như cây dâu thì nuôi nhanh thôi, chắc chỉ cỡ tầm 2 năm thì các bạn được như này, nếu mà cái khúc đầu được khúc đầu ok rồi. Còn muốn tạo những cái vết sẹo như này thì mình cứ cắt một cây thôi, về sau nghĩa là mình sẽ đục vào cái cây một lỗ như này này, lỗ tròn tròn như này. Đó. Mình có thể dùng những dụng cụ hoặc là dùng dao. Đấy, các bạn khoét những lỗ như này thì nó bo lại sẹo thôi. Còn cái cây nó muốn già được ấy, nó muốn bình thường là cây nó thẳng tưng này đúng không? Đó. Muốn nó có những khúc như này thì bạn nuôi những cái cành, chẳng hạn nó ra những cái mầm đây này. Các bạn cứ nuôi nó to ra thì tự cái phần dưới nó sẽ to ra này. Đấy, nghĩa là cái mầm nó ở đây thì nó sẽ nuôi phần dưới này. Đấy, cái mầm ở đây thì cứ nuôi phần dưới này. Còn cái rễ các bạn cứ nuôi lâu lâu rồi tự nó sẽ có cái hình dáng hợp lý thôi. Đấy, khó thì là khó làm sao cho cái cây nó già. Đó. Thì các bạn cứ nuôi nhiều thì cái cây nó già giống như cái sung của mình ấy. Đấy, nuôi lâu thì nó sẽ già nó đẹp thôi. Đấy, nuôi cái này là càng già thì nhìn cái cành nó càng khúc hữu.